Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục có một cái series để gửi tặng bạn Bảo Như nhá. Một con gấu, một con sâu đầu gấu. Ok, let's go. Video này chúng ta sẽ gửi tặng bạn ý một con sâu với 3 triệu điểm. Wow, một phập bẻ lái quá ngọt luôn. Căng đét anh em ạ. Và một con gấu rất đẹp. Bạn nào thích con gấu này thì cứ comment cho mình nhá. Đây rồi, một chú gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực với chúng tôi à. Pha này thì em ý toang rồi. Vâng, con sâu của bạn Bảo Như đã vào được top 10 server rồi. Quá nhanh và nguy hiểm. Lũ chào mày hả bưởi. Uầy, một thanh niên siêu to khổng lồ các bạn ạ. Wow, thanh niên có pha bẻ lái khét thế nhờ. Căng đét rồi. Đấy rồi, lụm chảo. Quá ngọt với pha vừa rồi. Pha ra đòn quyết đoán. Top 9 cho con gấu của bạn Bảo Như. Vòng quả xác rất dài các bạn ạ. Đúng là một thanh niên siêu to khổng lồ. Mày hả bưởi, áo trắng với chúng tôi này. Dám đu đeo theo mình à? Vâng, thanh niên định đu theo mình để đi ăn hôi. Một pha quay xe đi thẳng vào lòng đất rồi. Ây da, đây rồi, liên tiếp là những pha bay màu anh em ạ. Đồ ăn là rất nhiều. Vâng, cơ hội để chúng ta lên top 1 server. Con gấu của bạn Bảo Như đã lên được top 6 server rồi. Uầy, khu vực này đông thế nhờ. Một con sâu lông. Wow, em sâu lông đã bay màu. Lại một con xúc xích nữa các bạn ạ. Xúc xích với chúng tôi. Pha này thì thoát làm sao được. Em xúc xích là quá bé so với con gấu của bạn Bảo Như. Ây da, lụm chảo. Vâng, top 3 server rồi. Quá nhanh và nguy hiểm. Đây rồi, một con rắn UK. Thanh niên rắn UK tự nhiên lại lạc vào đây à. Pha này thì không thể nào mà thoát được rồi. Em ý đã bị mình bao vây đến 3 vòng rồi. Vâng, chỉ có mọc cánh mới thoát được thôi các bạn ạ. Đấy rồi, lụm chảo. Vâng, các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, khu vực này đông thế nhờ. Khá nguy hiểm với pha vừa rồi. Và một pha bẻ lái cháy bố thắng. Khét lẹt anh em ạ. Một con rắn âm dương siêu to khổng lồ. Wow, lụm chảo. Thơm thế nhờ. Ây da,
khá là nguy hiểm. Vẫn kịp để quay xe các bạn ạ. Giao tranh ở khu vực này rất là ác liệt. Vâng, con sâu của bạn Bảo Như đã lên được top 1 server với 948.000 điểm rồi. Đấy rồi, đồ ăn free. Cơ hội để chúng ta lên top 1 với 1 triệu điểm. Chính xác là như vậy. Vâng, đồ ăn là rất nhiều. Ây da, đông thế nhờ. Không có đường để quay xe luôn kìa. Wow, nguy hiểm quá. Tí nữa thì lại bay màu các bạn ạ. Và một con phượng hoàng nửa. Một con rắn phượng hoàng nửa tương đối to. Thanh niên này chạy đi đâu? Chú em đã lạc vào mê cung rồi các bạn ạ. Một cái mê cung rắn. Đấy rồi, đồ ăn free. Cơ hội để chúng ta gia tăng điểm số nào. Khét thế nhờ. Wow, một con siêu to khổng lồ. Một con rắn hoàng tử. Một con rắn hoàng tử rất to luôn kìa. Pha lại thì thịt luộc em ý luôn. Lụm chào mày hả bữa ấy. Hoàng tử với chúng tôi à. Vâng, 1.500.000 điểm là số điểm của con rắn của bạn Bảo Như. Tranh thủ đi nụm chào. Quá thơm anh em ạ. Mày hả bữa ấy. Dám đùa với anh à. Quả này thì hơi căng nhờ. Áo đỏ với chúng tôi à. Còn lại một con rắn hoàng tử nữa. Áo đỏ vào đây là sai lầm rồi. Wow, lụm chảo. Và một con rắn người ngoài hành tinh. 1.800.000 điểm là số điểm của bạn Bảo Như.
Ây da, chú em định bỏ chạy à? Khét thế nhờ, đây rồi. Con rắn của mình rất là dài luôn. Vâng, tốc biến thôi anh em ơi, đồ ăn là rất nhiều. Hãy xem ta đây. Wow, nguy hiểm quá. Ây da. Vâng, 2.150.000 điểm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, bye bye.